Cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai với Bình Dương, Hợp Long đưa về đích dịp mùng 2 tháng 9. Chiều ngày 11 tháng 7, cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã chính thức hợp long sau hơn 2 năm thi công. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành và thông xe vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Cầu Bạch Đằng 2 là công trình giao thông trọng điểm có tổng chiều dài 2,8 km, trong đó phần cầu dài 410 m, rộng 17 m với 4 làn xe. Cây cầu này có vai trò quan trọng trong việc kết nối hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Dự án được khởi công vào tháng 12 năm 2021 với tổng vốn đầu tư là 490 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Trong đó, trong năm 2024, dự án này có kế hoạch vốn 65,2 tỷ đồng. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và vướng mắc mặt bằng, tiến độ thi công dự án bị chậm so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các nhà thầu và các cơ quan chức năng, cầu Bạch Đằng 2 đã hoàn thành hợp long vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Đúng 15 giờ chiều, các kỹ sư, công nhân bắt đầu bơm 25 mét khối bê tông vào đốt hợp long. Ông Hoàng Năng Tuân, chỉ huy trưởng dự án cầu Bạch Đằng 2, tập đoàn Cienco 4 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã huy động nhiều mũi thi công đồng loạt với trên 100 nhân sự, máy móc. Tới nay, sản lượng toàn bộ dự án đạt trên 85% và đã xong phần cầu chính. Ông Tuân cũng chia sẻ thêm, hiện tại, công nhân tiếp tục thi công phần đường dẫn bờ Bình Dương, làm lan can, lắp trụ đèn. Dự kiến cầu Bạch Đằng 2 sẽ thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9 tới, nên chúng tôi tiếp tục tăng nhân sự, máy móc, thi công 3K 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Sau cái hợp long này thì nhà thầu sẽ triển khai các mũi thi công còn lại để hoàn thành vào dịp mùng 2 tháng 9. Như bờ bó lan can và thảm nhựa phía bên Đông Nai thì hiện tại là cùng làm cũng tương đối ổn rồi. Còn phần đường chủ yếu là giờ còn phần đường bên chỗ Bình Dương thì bên Bình Dương cũng đang triển khai đắp và đắp cả vật liệu của nền đường rất là cấp tập để chuẩn bị cho mùng 2 tháng 9 thông xe. Theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông, hiện nay công nhân đang tập trung hoàn thành những công đoạn cuối cùng của dự án. Tại vị trí này, công nhân đang kéo cáp. Phần mặt cầu và dưới sông, máy móc, nhân sự vẫn thi công hối hả, làm sắt, kéo cáp. Nhiều công nhân chia sẻ đã rất phấn khởi vì đến nay cầu đã hợp long, sắp thông xe. Sau khi dự án hoàn thành, họ sẽ trở về quê thăm gia đình rồi tiếp tục đi làm những công trình mới. Được biết, cầu Bạch Đằng 2 có tĩnh 0,7m, đảm bảo tàu và xà lan lớn đi qua, lưu thông an toàn. Được biết, việc cầu Bạch Đằng 2 thông xe sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông khác trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai trong giao thương đi lại. Xà lan chở cát biển đầu tiên về công trường cao tốc ở Cà Mau. Ngày 10 tháng 7, theo thông tin từ Ban điều hành gói thầu xây lắp XL02 đoạn qua huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chiều tối ngày 9 tháng 7, xà lan chở cát biển đầu tiên đã về đến công trường. Một đoạn kênh sáng huyện Sử sôi động hẳn lên vì có nhiều xà lan chở cát, cát biển và cát sông nối đuôi nhau xếp hàng đợi bơm cát lên công trình. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà thầu thi công cao tốc đoạn Cần Thơ-Cà Mau bởi cơ bản sẽ giải quyết được khó khăn về việc thiếu vật liệu cát đắp nền thời gian qua. Gói thầu XL02 cần khoảng 1 triệu mét khối cho 9 km, hiện tại đã đưa về được khoảng 300.000 mét khối, còn thiếu khoảng 700.000 mét khối. Khi có nguồn cát, nhà thầu sẽ tăng cường thêm ca kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công bù khối lượng bị chậm. Theo chia sẻ của ông Kiều Quốc Thanh, tài công chạy xà lan chở cát biển đầu tiên về Cà Mau, thời gian chạy xà lan từ cửa biển Trần Đề vào đến công trình là khoảng 24 giờ. Khai thác cát biển ở khu vực cửa biển Trần Đề, tàu hút cát lên rồi bơm sang xà lan lớn, chở vào luồng sông Hậu, rồi qua xà lan nhỏ, chở từ Cần Thơ đi qua thành phố Vị Thanh, xuôi về ngã Ba Đình đến điểm cuối ở Cà Mau. Ông Thanh chia sẻ thêm, do bến xà lan tập kết thường cách xa các điểm đang thi công, có đoạn lên đến vài km, nên để cát đến được công trình, thường phải trải qua nhiều công đoạn bơm truyền. Các tổ máy bơm truyền có hàng chục người phụ trách, từ hút cát dưới xà lan, vận hành tổ máy và khuân vác ống. Nếu cát về nhiều thì nhân công sẽ được chia ca ra làm. Tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2024, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có tổng giá trị sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 29%.
các nhà thầu đã huy động 64 mũi bơm cát của dự án, trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang 23 mũi, đoạn Hậu Giang - Cà Mau 41 mũi. Công suất trung bình một mũi hiện nay khoảng 1.005 mét khối trên một ngày. Dự kiến đến ngày 30 tháng 10 ra tải xong, dự án cần huy động 11,2 triệu mét khối, công suất khai thác cần huy động từ 67.000 đến 73.000 mét khối cát trên một ngày. Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2023, có chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Dự án được phân thành hai dự án thành phần gồm: dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang có chiều dài hơn 37 km, tổng mức đầu tư hơn 10.370 tỷ đồng; dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài hơn 73 km, tổng mức đầu tư hơn 17.152 tỷ đồng. Cận cảnh Hợp Long cầu thị vải trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tổng mức đầu tư cầu thị vải cùng cầu cạn là hơn 720 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng của toàn bộ gói thầu A7. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3 gói thầu là A5, A6, A7 đều thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đến nay, gói thầu A5 nhà thầu đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu để bàn giao cho chủ đầu tư. Cầu thị vải là hạng mục khó khăn nhất ở gói thầu A7 do địa chất phức tạp. Cây cầu này dài 3,3 km, có 77 trụ và 2 mố cầu, trong đó có 4 trụ cầu dưới sông thị vải. Theo thiết kế, lĩnh không của cầu là 9 m, đảm bảo tàu và xà lan lớn đi qua an toàn. Theo ông Đặng Hữu Vị, giám đốc ban quản lý các đường cao tốc phía Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về cao tốc Bến Lức - Long Thành, toàn bộ gói thầu A7 cũng dự kiến sẽ thi công xong vào cuối tháng 9 này, đảm bảo tàu và xà lan lớn đi qua an toàn. Đây là hạng mục chính của gói thầu A7, thuộc nhánh phía đông cao tốc Bến Lức - Long Thành qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Hiện nay trên công trường, công nhân, kỹ sư, xe máy đang triển khai những hạng mục cuối cùng của phần đường, phần cầu đảm bảo đưa gói thầu hoàn thành sớm. Được biết, cầu thị vải băng qua ngang những cánh rừng nước qua hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Quá trình thi công cầu gặp rất nhiều khó khăn, vướng mặt đường không có đường công vụ nên nhà thầu phải huy động thiết bị chủ yếu bằng phương tiện thủy và thi công khoan cọc nhồi giữa sông. Việc thi công phải đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy trên sông Thị Vải, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Thiện Đạt, giám đốc điều hành gói thầu A7 cho biết, quá trình thi công cầu Thị Vải gặp rất nhiều khó khăn như đá cứng dưới lòng sông, nhiều lần gãy mũi khoan, đội chi phí. Ông cũng cho biết thêm, sau ngày Hợp Long, đơn vị thi công sẽ thảm nhựa, nỗ lực hoàn thiện xong các hạng mục của cầu Thị Vải trong tháng 7 này. Đứng trước nhiều khó khăn trong việc thi công, các nhà thầu phải tìm phương án thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ. Cơ bản đến nay, cầu Thị Vải cũng đã dần thành hình và đang đua tiến độ ở tất cả các công việc. Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực. Trong đó, đối với gói thầu A5, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành, đường thảm nhựa nối dài và chuẩn bị nghiệm thu để bàn giao cho chủ đầu tư. Riêng đối với gói thầu A6, trước đó do bị chấm dứt hợp đồng nên chủ đầu tư đã phải cho đấu thầu lại, chia tách thành 5 gói đầu tư mới. Tới nay, tổng sản lượng đạt được của gói thầu A6 cũng đã trên 70%. Trong đó, với gói thầu A6-1, nhà thầu đã triển khai thi công lại từ ngày 28 tháng 4 năm 2023, dự kiến hoàn thành gói thầu trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Thời điểm này, xe máy đang thi công phần đường làm lan can. Tương tự gói thầu A6-2, nhà thầu thi công trở lại từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, dự kiến hoàn thành gói thầu trước ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đối với gói thầu A63, nhà thầu được huy động thi công từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, dự kiến hoàn thành gói thầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Riêng gói thầu A64, nhà thầu được huy động thi công từ ngày 21 tháng 6 năm 2023, dự kiến hoàn thành gói thầu trong quý 3 năm 2024. Và gói thầu A65, nhà thầu được huy động thi công từ ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự kiến hoàn thành gói thầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án trọng điểm trong hệ thống tuyến cao tốc Bắc Nam. Tuyến cao tốc này đi qua 3 tỉnh thành là Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai với tổng chiều dài gần 58 km. Tổng mức đầu tư ban đầu là 31.320 tỷ đồng. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 27 km với 3 gói thầu xây lắp gồm các gói A5, A6 và A7. Điểm đầu tuyến cao tốc tại huyện Bến Lức - Long An kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Điểm cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với quốc lộ 51 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tuyến cao tốc này hình thành sẽ kết nối giao thương giữa vùng Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cũng là đường lớn nối về siêu sân bay Long Thành. Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7 năm 2014, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc nên thời gian thi công kéo dài. Chủ đầu tư cũng đã cam kết hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9 năm 2025. Theo như thông tin, vào đúng 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, các kỹ sư công nhân bắt đầu bơm bê tông tại vị trí hợp long. Sự kiện hợp long cầu Thị Vải đánh dấu mốc mới khi hai gói thầu A7 và A6, A5 được kết nối đồng bộ từ nút giao quốc lộ 51 kéo dài đến gói thầu G3 cao tốc Bến Lức Long Thành. Trong quá trình thi công cầu chính cầu Thị Vải này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn đối với vấn đề về cái địa hình sông rất sâu, mực nước sâu đến 28 m. Trong khi đó, trong quá trình triển khai thi công cầu cọc Văn Nhồi thì lại gặp cái tầng đá rất cứng, đến mức độ chúng tôi đã phải thay đổi rất nhiều cái phương án và sử dụng rất nhiều thiết bị khác nhau để triển khai thi công hoàn thành cọc Văn Nhồi. Sau khi hoàn thành cọc Văn Nhồi thì cái thực tế ra cầu Thị Vải đã bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Thì chúng tôi cũng sau khi mà đã hoàn thành xong cọc Văn Nhồi thì chúng tôi bắt đầu triển khai thi công tăng ca tăng kíp làm ngày làm đêm để lấy lại cái tiến độ đã bị chậm trễ đó. Và đến ngày hôm nay thì chính thức là hợp long cầu Thị Vải để kết nối giữa bờ Nhân Trạch và bờ Long Thành